Chào các bạn, mình tên là Lúa. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn những cuốn sách mình đã đọc trong năm 2019 ở quý 1. Mình là người khiếm thị nên mình chỉ nghe audiobook hoặc là đọc ebook trên mạng bằng những trình đọc màn hình qua máy tính và điện thoại thôi, nên là không có sách để show cho các bạn. Mong các bạn thông cảm. Đây là những ý kiến, những cái quan điểm chủ quan cá nhân của mình thôi. Hy vọng các bạn sẽ xem video này để tham khảo, có một cái nhìn khách quan hơn đối với mỗi cuốn sách. Mỗi cuốn sách chúng ta đọc thì đều có một cảm nhận khác nhau, nên là sẽ có một số cuốn sách các bạn đọc rồi và cảm thấy không thích, mình thì lại thích, hoặc là ngược lại. Video này là video đầu tiên trên kênh YouTube của mình, nên là mình hy vọng nếu mà có gì đó sai sót thì mong các bạn bỏ qua, và có ý kiến đóng góp hãy bình luận ở phía dưới để mình có thể cải thiện trong những cái video sắp tới. Bây giờ mình cũng bắt đầu nhá. Trong năm 2019 thì mình đã đọc được hơn 70 cuốn sách và quý 1 mình đọc được 25 cuốn. Ở phần 1 này mình sẽ review 12 cuốn sách mình đã đọc. Đã đọc năm 2019. Đầu năm thì mình hay lựa chọn thể loại trinh thám để ra một cái sự hào hứng, hứng khởi cho năm mới, nên cuốn sách đầu tiên mình chọn nó sẽ thuộc thể loại trinh thám phiêu lưu hành động. Đó là cuốn sách Mật Thiên Thần và Ác Quỷ Thần và Ác Quỷ của nhà văn Dan Brown. 2019 là một năm mình đọc rất là nhiều tác phẩm của nhà văn này. Mình rất là thích văn phong viết của Dan Brown, đồng thời thì cũng rất là hâm mộ ông nữa. Mình cực kỳ hâm mộ ông bởi vì ông có một kiến thức rất là đồ sộ, không chỉ ở mỗi ngành khoa học xã hội mà còn là khoa học tự nhiên nữa. Và Dan Brown có một điều rất là đặc biệt, đó là ông có thể kết hợp được yếu tố trinh thám xen lẫn giữa những câu chuyện truyền miệng, những nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử có thật rất là nổi tiếng, và thậm chí là thuyết âm mưu nữa. Đây là một cuốn sách mình yêu thích nhất trong series Robert Landon. Nếu các bạn không biết thì series Robert Landon có nhân vật chính đó là nhà giáo sư biểu tượng học người Mỹ Robert Landon. Ông là một người rất là thông minh, có chỉ số IQ vô cực luôn. Và các bạn không thích nhân vật chính lúc nào cũng giành chiến thắng ý, thì mình khuyên các bạn không nên đọc series này, vì Robert Landon đương nhiên lúc nào cũng giành chiến thắng. Thiên Thần và Ác Quỷ sẽ dẫn dắt chúng ta đi lạc vào thế giới của Tòa Thánh Vatican với những bí mật về Thiên Chúa Giáo, hội kín Illuminati rất là nổi tiếng, và có một số nhân vật lịch sử có lẽ là các bạn rất là quen rồi vì họ rất nổi tiếng. Có những pha hành động cực kỳ kịch tính và hấp dẫn, mình đã nghe nó không ngừng nghỉ luôn. Cái kết thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Tóm lại, đây là một cuốn sách mình cho 5 trên 5 sao vì không có gì để chê cả. Mình có ấn tượng rất là tốt đối với tác phẩm này và Dan Brown. Vì vậy mình đã quyết tâm sẽ đọc hết những cái tác phẩm của nhà văn này vì mình cảm thấy rất là hợp với ông ấy. Và mình đã quyết định đọc cuốn Mật Mã Da Vinci của Dan Brown. Trong tác phẩm này thì chúng ta sẽ lại được gặp nhân vật Robert Landon và đi tìm những cái bí ẩn tuyệt tác của Leonardo da Vinci. Đồng thời thì chúng ta sẽ được tìm hiểu về chén thánh. Đây là một chi tiết gây ra rất là nhiều tranh cãi. Một số đoạn ở trong cuốn sách này nó rất là nhạy cảm, và nếu bạn nào theo đạo Thiên Chúa Giáo thì mình nghĩ là các bạn sẽ không thích đâu ấy, nên là các bạn có thể cân nhắc. Cũng bởi vì lý do đó nên là cuốn sách này đã bị cấm in ở Việt Nam. Xét tổng thể thì mình cảm thấy đây là một cuốn truyện trinh thám phiêu lưu hành động cũng rất là hay. Ngoài ra thì chúng ta còn được mở mang đầu óc kiến thức về rất là nhiều thứ nữa, liên quan tới lịch sử, địa lý, hội họa, văn học hay là tôn giáo nữa. Nên cuốn sách này mình sẽ chấm cũng 5 trên 5 luôn. Ba pháo đài số ban của cuốn sách tiếp theo mình đọc đó là Pháo đài số cũng của Dan Brown. Đây là một trong những cuốn sách đầu cay của nhà văn và nó không nằm trong series Robert Landon. Nên nếu bạn nào mà yêu thích trinh thám hiện đại, đặc biệt là liên quan tới công nghệ thông tin,
thì mình khuyên các bạn nên đọc cuốn sách này. Đây là một cuốn sách trinh thám rất là hay, có những pha hành động rất là kịch tính và nó cứ dồn dập ý. Mọi sự việc nó diễn ra rất là dồn dập và khiến cho mình cảm thấy rất là hồi hộp. Mình cảm thấy rất là ngu sau khi đọc xong bởi vì lời giải nó rất là dễ nhưng mà lại không đoán ra được. Mình lại một lần nữa cảm thấy rất là hâm mộ Dan Brown ấy, bởi vì ông có một cái kiến thức về ngành công nghệ thông tin máy tính ý, rất là phong phú và đa dạng. Đương nhiên là sẽ có một số kiến thức của ông là do trí tưởng tượng của ông kết hợp với rất là nhiều tài liệu đã được khoa học chứng minh nữa, nhưng mà mình nghĩ là các bạn cũng đừng nên tin quá ấy, bởi vì một số cái cảm thấy nó hơi hư cấu thì đó là tiểu thuyết mà. Cuốn sách này mình sẽ chấm 4/5. Cuốn sách tiếp theo mình đọc lại nằm trong series Robert Landon. Trong series này chúng ta sẽ có 5 cuốn sách, đó là Thiên thần và ác quỷ, Mật mã Da Vinci, Biểu cận thất truyền, Hỏa ngục và Nguồn cội. Thì Nguồn cội mình chưa đọc. Đây là một cuốn sách mình cảm thấy thất vọng nhất, vì mình không những đã mất rất là nhiều thời gian để nghe hết mà mình còn đánh giá không cao. Mình cảm giác Dan Brown đã hơi tham lam khi mà ông đã lạm dụng cái việc trình bày, giải thích, lý giải những cái sự vật hiện tượng lịch sử ấy, mà nó không thể giúp cho cái nhân vật Robert Landon này có thể giải quyết được cái vấn đề và đi tìm ra lời giải đáp. Đâm ra là mình cảm thấy hơi thất vọng một chút. Nó không vượt qua được cái bóng của Mật mã Da Vinci hay là Thiên thần và ác quỷ. Cuốn sách này mình sẽ chỉ chấm 2/5 thôi, rất là tiếc vì đã đọc nó. Và sau khi đã đọc 4 cuốn sách của Dan Brown thì mình đã đổi gió tới Nữ hoàng chuyện trinh thám của nước Anh, Agatha Christie. Trong năm 2018, mình rất là yêu thích cuốn sách Chuỗi án mạng ABC, Án mạng trên sông Nin của nữ nhà văn này. Và mình rất kỳ vọng trong năm 2019 sẽ có nhiều cuốn sách hay hơn của Agatha Christie mình đã đọc. Và 10 người da đen nhỏ khiến mình cảm thấy không hề thất vọng một chút nào cả. Tuy nhiên trong tác phẩm này thì mình cảm thấy cái yếu tố trinh thám nó được đặt có vẻ nhẹ hơn so với yếu tố kinh dị. Thực ra thì nói kinh dị hơi quá, nhưng mà mình là một đứa rất là nhát ý, nên là sau khi đọc thì mình vẫn còn cảm thấy rất là lạnh gáy, rất là run ý. Nó rất là sợ. Khi mà đọc thì luôn luôn chăn trở là 10 người da đen nhỏ là như thế nào, hay là có một cái thế lực nào đấy thay người thường trừng trị những cái kẻ ác này. Tại sao tất cả mọi người ở trên đảo đều bị chết mà không tìm ra hung thủ? Và khi đã biết hung thủ là ai thì thật sự rất là sốc vì cái giết người của hung thủ ấy. Cuốn sách này rất là đỉnh luôn, không còn gì để chê cả, nên mình chấm 4/5/5. Cuốn sách tiếp theo cũng là của Agatha Christie, đó là Bộ Tứ. Đây là một cuốn sách mình cảm thấy khá là thất vọng vì nó không hay. Trong tác phẩm này chúng ta sẽ được gặp nhân vật thám tử rất là nổi tiếng, Hedwig Parrott, một thám tử rất là thích thời trang, ăn mặc chải chuốt. Đồng thời thì ông rất là tự hào về cái bộ ria mép của mình. Thì đây cũng là một nhân vật thám tử mình rất là yêu thích bên cạnh Sherlock Holmes. Nhưng mà trong tác phẩm này thì mình cảm thấy nó hơi dài dòng, lan man, và Agatha Christie tạo cho mình cảm giác không được hào hứng, không được có cảm giác hứng thú khi mà đi truy tìm bộ tứ. Và cái kết của bộ tứ này thì bộ tứ quyền lực trên thế giới này thì mình cảm thấy cũng không được hài lòng cho lắm. Nên là cuốn sách này mình chỉ chấm 2/5 thôi. Mình khuyên các bạn không nên đọc bởi vì Agatha Christie có rất là nhiều tác phẩm kinh điển hay hơn nhiều. Cuốn sách tiếp theo đó là Thời khắc định mệnh. Nếu các bạn đã đọc cuốn sách này thì chắc hẳn sẽ có chung một cái nhận xét của mình, đó là trong khoảng gần 1-2 tiếng đầu đọc truyện thì bạn sẽ nghĩ nó không phải là một chuyện trinh thám. Bởi vì sao? Bởi vì mọi sự việc nó cứ diễn ra rất là bình, nó không có án mạng xảy ra cả và nó cứ trải đều khiến cho mình cảm thấy rất là buồn ngủ. Sau mọi nỗ lực, cố gắng thì mình cuối cùng cũng đã tiếp tục đọc và xử lý xong cái cuốn sách này. Nhưng mà đánh giá về động cơ gây án, cách gây án và phá án thì mình cảm thấy cũng không được hay cho lắm. Tóm lại, cuốn sách này là một cuốn sách mình cảm thấy không hay
và mình chấm cuốn này 2/5 thôi. Tám theo dấu bộ ứ. Cuốn sách tiếp theo đó là Theo dấu bộ ứ của Arthur Conan Doyle, cha đẻ của Sherlock Holmes. Mình cảm giác tác giả phù hợp để viết về những cái vụ án ngắn, những mẩu chuyện ngắn như là ở trong Sherlock Holmes hơn là viết về chuyện dài tiểu thuyết ý. Có lẽ là do mình đã quá kết Sherlock Holmes rồi, cho nên là khi mà đọc tiểu thuyết mới, những cái tiểu thuyết của Arthur Conan Doyle là một cái vụ án rất là dài ý, thì mình cảm thấy có lẽ là chưa được quen cho lắm. Trong tác phẩm này thì chúng ta sẽ lại được gặp bác sĩ Watson thám cử Sherlock Holmes, và lại một lần nữa Sherlock Holmes đã tìm ra bộ tứ. Nói chung là theo dấu vết của bộ tứ thì mình cảm thấy tác phẩm này cũng ổn, không gọi là xuất sắc cho lắm. Và cách viết của Arthur Conan Doyle thì rất là đặc trưng ấy, nên là các bạn đọc các bạn sẽ cảm giác nó rất là quen thuộc. Cuốn sách này thì mình sẽ chỉ chấm 2/5/5 thôi. Chín ngôi nhà lụa. Cuốn sách tiếp theo đó là Ngôi nhà lụa, kỳ án của Sherlock Holmes. Nói chung là mình đã rất là bất ngờ khi biết tên tác giả, vì mình đọc mình cảm giác như Arthur Conan Doyle viết cuốn sách này. Có lẽ là nhà văn rất là hâm mộ tác giả Arthur Conan Doyle, cũng như là hâm mộ nhân vật thám tử Sherlock Holmes, nên là ông đã nghiên cứu rất là kỹ, rất là tỉ mỉ về cái cách viết, cách miêu tả của Arthur Conan Doyle ấy. Nên là đọc cuốn sách này thì mình cảm thấy không nghĩ đây là người khác Arthur viết ý. Trong cuốn sách này chúng ta sẽ lại được gặp Sherlock Holmes đi tìm dấu vết, cái bí ẩn của ngôi nhà lụa. Hình ảnh ngôi nhà lụa có rất là nhiều ý nghĩa, và nếu các bạn muốn tìm hiểu ngôi nhà lụa như thế nào thì hãy đọc cuốn sách này. Mình đánh giá cuốn sách này khá là ổn, khá là được, nhưng mà nó cũng không phải là xuất sắc cho lắm. Rất là ấn tượng với văn phong của nhà văn này luôn ấy, bởi vì rất là bất ngờ. Không ngờ đây không phải là Arthur Conan Doyle, rất là giống luôn ý. Cuốn sách này mình sẽ đánh giá 3/5 điểm. Cuốn sách tiếp theo đó là Chiếc nhẫn kình cờ. Cầu đầu cái giờ thì còn là thể loại trinh thám ấy. Mình đã dành khoảng gần 2 tháng để đọc truyện trinh thám, trời ơi. Trong cuốn sách này thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thú vị khi mà từ một chiếc nhẫn kình cờ thôi, nhưng mà thám tử Sherlock Holmes đã phá được vụ án. Về cách phá án thì mình không có gì để chê cả, mình cảm thấy rất là hay. Tuy nhiên có về phần quá khứ của hung thủ thì cái đoạn, như cả đoạn đó mình cảm thấy nó hơi dài dòng và hơi lan man. Mình rất là buồn ngủ khi nghe đoạn đó ấy. Và ngoại trừ cái việc đó ra thì mình cảm thấy cuốn sách này cũng rất là được, rất là hay. Mình sẽ chấm cuốn này 3/5/5. Các bạn nên đọc cuốn sách này bởi vì nó là một tiểu thuyết mình thấy cũng rất là hay trong số những tác phẩm của Arthur Conan Doyle. Cuốn sách tiếp theo đó là Bố già của Mario Puzo. Mario Puzo là một nhà văn người Mỹ gốc Ý, nên là ông đã đem văn hóa Ý vào trong những tác phẩm của ông. Mario Puzo là một nhà văn chuyên viết về đề tài mafia, nên nếu bạn nào thích cái sự ngầu ấy, thích mafia, thích tìm hiểu về xã hội đen, thế giới ngầm như thế nào thì các bạn hãy đọc những cái tác phẩm của Mario Puzo. Mình đã đọc rất là nhiều tác phẩm của Mario Puzo rồi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy Bố già là một tác phẩm xuất sắc nhất. Bố già chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về nhân vật Bố già Michael, và được đi sâu vào trong thế giới ngầm rất là quyền lực ở trên đất Mỹ. Mình có một cái suy nghĩ rằng tại sao ấy, những người lẽ ra phải nhận được sự công lý, nhận được sự công bằng từ pháp luật, nhà nước, cuối cùng thì họ lại nhận được một cái sự bất công và phải nhờ tới mafia giúp đỡ. Trong tác phẩm này thì chúng ta còn học được rất là nhiều điều nữa, nhưng mà mình không muốn spoil, nên là mình khuyên các bạn nên đọc cuốn sách này, nó rất là hay và chứa đựng rất là nhiều ẩn ý rất là sâu sắc ý. Đương nhiên là trong xã hội đen sẽ có những vụ là xả súng giết người hay là trả thù, tranh đấu nhau để chiếm lấy quyền lực. Nhưng mà
Bên cạnh đó thì chúng ta cũng còn có rất là nhiều suy nghĩ, những cái nhìn mới nữa. Bên cạnh đấy thì còn có cả khái niệm luật im lặng Omerta nữa. Có lẽ là đến bây giờ luật im lặng này nó không còn tồn tại nữa, nhưng mà hồi thế kỷ 20 thì luật im lặng Omerta là bắt buộc. Và mảnh đất Sicily của nước Ý đã sản sinh ra rất nhiều mafia. Và đến bây giờ thì họ vẫn còn nắm rất là nhiều quyền lực. Cuốn sách này thì đương nhiên rồi, mình sẽ chấm 5 trên 5 sao và nằm trong top những cuốn sách mình yêu thích nhất trong năm 2019. 12 ông 100 đôi trèo qua cửa phòng và biến mất. Cuốn sách cuối cùng trong video này đó là Ông 100 cửa trèo qua cửa sổ và biến mất. Đây cũng là một cuốn sách mình đánh giá 5 trên 5 sao, rất là hay. Nó thuộc thể loại châm biếm, rất là hài hước. Vì mình là một người rất là thích tìm hiểu về lịch sử thế giới, cho nên là trong các phẩm này có rất là nhiều nhân vật lịch sử, những cái sự kiện lịch sử có thật ngoài đời ấy. Và tác giả rất là khéo léo khi mà lồng ghép tất cả vào và khiến cho câu chuyện trở nên rất là hài hước ý. Mà mình cảm thấy cũng học được rất là nhiều điều. Cụ ông Alan nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của mình đã trèo ra khỏi cửa sổ để trốn khỏi nhà già, đi tìm cho mình cuộc phiêu lưu mới. Thì trên đường đi, cụ ông đã kết bạn được với rất là nhiều người bạn thú vị và hài hước. Họ cùng nhau chạy trốn khỏi sự truy lùng vây bắt của cảnh sát địa phương. Song song với đó thì chúng ta sẽ được lật về quá khứ để tìm hiểu cuộc đời của ông cụ Alan này. Mình cảm thấy Alan là một cụ ông rất là đặc biệt. Ông không quan tâm tới chính trị, mà ông chỉ quan tâm tới chất nổ và bom ý. Ông có rất là nhiều quyền lực, ông quen biết được với rất là nhiều nhân vật có tiếng tăm ở trên thế giới, nhưng mà ông hầu như không quan tâm tới điều đó. Đây là một câu chuyện cười rất là châm biếm ý. Bạn sẽ học được rất là nhiều điều vì nó cũng rất là có ý nghĩa sâu sắc. Mình học được ở cụ ông Alan rất là nhiều điều, trong đó đặc biệt đó là cái suy nghĩ tích cực của ông. Suy nghĩ tích cực thì đương nhiên mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình. Cụ ông luôn nghĩ như vậy. Đây là một tác phẩm mình cực kỳ yêu thích luôn, và mình đã kết cụ ông này ngay từ khi mà mình đọc những phút đầu tiên ý. Và cụ ông Alan là một tấm gương để mình noi theo. Tác phẩm này là tác phẩm mình cực kỳ yêu thích, và khuyên các bạn nên đọc cuốn sách này, bạn không nên bỏ. Nó rất là hay, không có gì để chê cả. Ok, đây là review của mình với 12 cuốn sách đầu năm 2019. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.